Đây là một cái vlog thứ bao nhiêu mình cũng không biết nữa. Không biết nữa, không có nhớ. Nội dung chính của vlog ngày hôm nay sẽ là một cái đám cưới ở trên thành phố Lạng Sơn sẽ như thế nào. Đám cưới của một dân tộc Tày ha. Và dĩ nhiên đây không phải là ở trên bản dân tộc Tày thôi, nhưng mà nhà mà tiền đường quốc lộ thì xem nó sẽ khác gì so với những cái đám cưới mà ở Tây Nguyên hay là ở những cái vùng mà mình đã đi qua rồi, và cái trải nghiệm thực tế của mình sẽ như thế nào ha. Okay. Tại vì khu này không có nhà hàng nên là rạp vẫn sẽ dựng ở trước nhà nhé, không phải nhà này. Nhưng mà nhà này, nhà của bác mình ở dưới đây. Đến lúc mà ăn đám cưới thì sẽ có bày bàn ở trên đây các kiểu. Nice. Mượn nhà của họ hàng, của hàng xóm các kiểu để đồ hoặc là để mâm bàn ăn các kiểu luôn. Nhà bác mình thì là cái nhà vàng đây. Đó, nhà vàng hai lầu đấy. Nghe bảo phong phanh là ngày mai mình sẽ cùng với đàn nhà trai lên rước ở trên nhà gái. Thì có khả năng cao là sẽ có cái tục gọi là tục thách rượu hoặc là trẻ con nó trăng dây, nó đòi lì xì ấy. Thì nếu như mà được với cái đấy thì quay lại cho mọi người xem chắc khá là vui. Với lại ở đây thì có rất là nhiều cái đặc sản rất là hay ho vịt. Quay ra quay không được bánh cuốn nước, áp chao rồi phở chua là rất là nhiều. Đấy, thôi bây giờ mình đi xuống xem thử là cái đám cưới ấy bày biện như thế nào chứ. Trời thật sự rất là lạnh, cứ ăn xong rồi ngủ, ngủ rồi ăn thôi. Bây giờ là 11 giờ mặt mình mới ngái ngủ, đang mới ngủ dậy. Úi giời ơi. Về cái mâm ở đây ấy, thì mọi người thường ngồi mâm 8 chứ mọi người, chứ không ngồi mâm 10 giống như trong mình. Okay. Mọi thứ đã đổi mới rồi, nhưng mà mình vẫn hy vọng là đâu đấy còn giữ được một số cái nét truyền thống là của dân tộc Tày. Thì ngày mai chúng ta cùng xem thử nó như thế nào ha. Còn hiện tại sơ bộ ngày hôm nay nó là như vậy. Tí nữa thì có ngồi ăn chung với lại họ hàng và các anh các chị. Hôm nay bắt đầu mới tới thì mình có ngồi ăn và làm vài ly. Đấy, thế thì mình quay sơ qua cho trên cái bàn ăn đấy xem thử có những cái gì chứ. Chúng mình vừa nhắc đám cưới trên Lạng Sơn thì sẽ có món gì? Tôi tò mò, vẫn cũng thế. Thì đây là đám cưới của anh họ mình ha. Thì có đứa cháu, vô đấy. Đây là đứa cháu kiêm fan cứng của mình. Cứ đòi lên vít hoài à. Rồi, xin chào các bạn. Ừ, đúng rồi đấy. Rồi, thì đây sẽ là cái thực đơn ở đây nhá. Người ta ghi rõ luôn này là bữa phụ này. Đây, thì ở đây chúng ta sẽ có gà luộc, chân giò hầm, bê xào, ba chỉ rán, canh miến, canh đỗ trắng, mầm đá luộc, nộm, cơm trắng hoa quả và rượu men lá. Thì đây sẽ là cái khu vực nấu nướng nhé. Gọi là đi xem, mình đi sang cái khu vực chuẩn bị đồ ăn thì mình thấy khá là khoái. Đơn giản là mình có hay nấu ăn mà. Ở đây vẫn còn một số món nữa, ví dụ như là bê xào hoặc là gì đấy. Về những cái món mà đặc trưng hơn cũng như là đặc sản hơn ở Lạng Sơn thì có thể là ngày mai bữa chính thì mới có. Còn bây giờ ngày hôm nay là ăn bữa phụ thôi, gọi là bữa nháp chỗ mình ấy. Thì sơ có vài món thôi, nhưng mà cơ bản là mình cũng đã thấy có vài món rất là lạ rồi. Lâu lâu xem quả nấu nhiều này đã. Luộc xong hết rồi mọi người, cái đã được đem lên trên kia rồi, ở đây chỉ còn cái nước thôi. Bây giờ cũng kiểu khá là tiện rồi, là có đặt nhà hàng thì mọi người sẽ làm hết. Nhưng mà nếu như mọi người lên đủ cao, một số gia đình người ta vẫn nấu theo cách truyền thống ấy, thì người ta sẽ tự đặt heo, tự ấy đồ về hàng xóm qua nấu để mà làm lễ, làm tiệc, tự nấu và tự làm. Làm như vậy thì tiết kiệm hơn nhưng mà nó lại hơi rích rắc. Tại đây sẽ là một cái bàn full option, đầy đủ các món đã được lên. Ở trên đây sẽ là trông như thế này nhá. Tí còn có cả cơm nữa mọi người lại, có nghĩa là ăn no luôn. Hợp lý, uống rượu mà không ăn cơm xót ruột lắm. The next day. Bây giờ là 7 giờ kém chứ mọi người. Thì mình phải dậy và ăn sáng sơ qua cái. Buổi trưa thì sẽ lên nhà gái đón dâu và ăn cưới ở trên đấy luôn. Ăn đám cưới ở nhà gái xong rồi chiều về ăn đám cưới ở nhà trai luôn. Ăn hai cái đám cưới ở trong một ngày. Đây, cái này gọi là bữa hôm qua là còn đồ ăn gì bây giờ cái lên để ăn lót cái dạ. Không thì lấy lên trên kia là nghe bảo trên kia là anh chị em ở trên đấy nhậu nhẹt kinh lắm. Đấy, những cái món như hôm qua thôi. Rồi bây giờ là chắc mình đi rước dâu nhé. Bây giờ là mình đang ở trên xe nhá. Bây giờ là anh em bạn bè cũng như là họ hàng kéo nhau đi qua bên nhà đàn gà, đàn nhà gái. Rồi công nhận là nhạc đám cưới gọi là miền Tây mãi đỉnh nhá, ở đâu cũng nghe. Rồi thì bây giờ là đã xuống mọi người ạ, xuống chỗ nhà gái xem thử đây.
Thì đây sẽ là một cái đám cưới. Ôi chưa gì bán rồi. là phải bán như lúc này. Ok chưa? Lạnh quá. Tôi đang ngồi theo bên họ nhà trai. Đây, chú rể kìa. Rượu mọi người ạ. Đây cũng là cái lý do mà chúng ta phải ăn ở nhà trước khi đi. Đây. Rồi thì trên một cái bàn đồ ăn ở bên này thì chúng ta sẽ có, đây là khâu nhục nhá mọi người. Ở đây thì nó sẽ khác một chút so với cái khâu nhục hôm bữa mình ăn ở dưới nhà anh mình. Ở trên sẽ kiểu là thịt heo ha. Thịt heo ra xăm xong rồi chiên lên hầm rất là lâu và ăn nó rất là mềm, và cái mỡ của nó thì nó giống như là ở trong cái bánh chưng ấy. Ở phía dưới đây thì sẽ có cái nhân của nó là mộc nhĩ, thịt băm và cái đậu gì đấy, một cái đậu gì đó. Nói chung là riêng cái khâu nhục thôi là ở tùy chỗ là mình đã thấy người ta nấu nướng cách khác nhau rồi. Và dĩ nhiên ở trên một cái bàn tiệc ở Lạng Sơn hoặc là Cao Bằng thì chắc không thể thiếu đâu cái món gọi là heo quay rồi. Chính là nó. Rồi có một cái nữa là ở đây có giò thủ. Giò thủ bình thường thì Tết thì chắc nhà mình mới ăn thôi. Còn đây tiệc tiếc là có luôn. Và cái giò thủ này, cái giò thủ này thì nó hợp với cái thời tiết lạnh. Nó sẽ không bị rã ra. Có tuyết mọi người ạ. Đang ngồi đây có tuyết bay. Đây ở trên đây có một cái phong tục mình thấy khá là hay. Mà khi mà ở dưới kia mình quen với cái cách sống ở dưới kia rồi, nó hơi bị khớp một chút. Và tại vì mời rượu thường là mời bắt cặp nhau. Dưới chỗ mình ấy thì mọi người thường hay đồng khởi đúng không? Rất ít khi mời. Ở trên đây thì thường là mọi người mời bắt cặp nhau. Nhưng mà uống sao thì uống, mọi người vẫn lên đều. Nó khá là hay. Nghĩa là người này mời người kia. Cảm giác cái tình cảm hơn nhiều. Đấy, ví dụ như là như thế này. Đấy, hay có cái phong tục gọi là mời. Rồi, cảm ơn em. Ở dưới kia thì mọi người thường là hay uống đồng khởi, có nghĩa là uống đều. Nên là ở dưới đây kiểu mời hơi bị khớp. Bước xuống ở dưới kia kiểu mời là kiểu đơ thế này. Là sao ta. Rồi, cảm ơn em nhé. Mua. Yeah. Thì đơn giản là một cái tiệc cưới ở bên họ nhà gái thì nó sẽ có những cái như thế này. Về cái lễ nghi các kiểu thì mình cũng không biết nữa, nãy mình chưa kịp quay. Chưa kịp quay là đã bị tấp vài ly rượu rồi. Bây giờ là ăn xong ở cái tiệc nhà gái thì sẽ di chuyển về nhà đằng trai. Nhà đằng trai thì chúng ta sẽ ăn cái buổi tối ở đấy luôn. Mình nghĩ là cái lúc mà ăn buổi tối ở đấy thì mình say. Còn bây giờ thì tôi xin phép là tôi ọp cái đoạn này, tôi nhậu cái nhá. Uy tín nha. Mà cũng thế. Thì đây sẽ là cái lúc mà mọi người anh của mình sẽ rước chị dâu của mình về ha. Đấy. Vậy thôi. Thực sự là đến đoạn bây giờ thì mình cũng hơi say rồi nên mình không nói chuẩn nữa. Nói nó hơi lắp một chút rồi, nhưng mà đại khái là cái quy trình của một cái đám cưới rước nhà gái về nhà trai nó sẽ như thế này. Ở đây thì một số các cô các bác thì vẫn sẽ mặc những cái trang phục truyền thống như là bên này. Đấy. Thì có một số người trẻ thì sẽ mặc cái thời trang như kiểu như bây giờ. Thì không nói rồi. Còn như các cô các bác thì vẫn sẽ mặc những cái trang phục truyền thống thôi. Đây. Vẫn còn khá là đậm, gọi là đậm cái nét bản sắc dân tộc. Còn bây giờ thì chắc là mọi người sẽ di chuyển từ nhà gái sang nhà trai ha. Tí nữa sang nhà trai thì mình sẽ tiếp tục quay tiếp cái đoạn tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng ở đây ha. Lễ thành hôn của chú rể Ngọc Vũ sánh duyên cùng cô dâu Kim Huyền xin chính thức được bắt đầu.
thì vừa nãy say quá mọi người, bây giờ tôi mới dậy, mà khi mà dậy xong thì cái tiệc nó cũng tàn mất rồi. Nhưng mà đại khái thì một cái đám cưới bữa chính ở Lạng Sơn nó sẽ có những cái món này. Khâu nhục, đây sẽ có khâu nhục và thịt heo quay. Đây là hai cái món gần như là không thể thiếu ở những cái bữa tiệc rồi. Và dĩ nhiên là có cả gà nữa. Ở đây có cả nộm. Cái này mình thấy ngon quá, mình húp hết rồi. Thì cái này nó là canh gừng với lại thịt băm của heo, có tôm. Cái khâu nhục này, khi mà có khâu nhục thì chúng ta sẽ lại phải ăn chung với xôi. Thì xôi ở đây nó là xôi đậu xanh. Xôi bắp. Cái này là bắp. Xôi bắp ruốc. Cái này thì nó sẽ là chân giò hầm măng. Nhưng mà chân giò ở đây, có chân giò đấy, đấy. Ăn rất là ngon. Đồ ăn trái cây ở đây thì hai hôm và đi hai cái đám cưới thì mình thấy là chủ yếu là ăn cam quýt. Ở đây ăn quýt. Có một cái khá là hay là ở trên đây mọi người ăn rất là nhiều thịt. Nghĩa là trên một cái bữa tiệc nó cũng rất là nhiều thịt heo. Và ở ngoài đây thì có cái phong gọi là các phong tục là khi mà ăn xong tiệc thì mọi người sẽ cầm về chia phần ra, mỗi người cầm về một phần như vậy. Thì mình thấy cái này nó khá là hay, đỡ lãng phí mọi người. Ở trong chỗ mình thì đôi khi ăn xong rồi mọi người ngại không cầm về, thành ra là sau mỗi bữa tiệc cái đống đồ ăn nó bừa phứa rất là nhiều, mình thấy hơi phí. Rồi thì cái vlog đám cưới Lạng Sơn đến đây là hết ha. Trong quá trình quay thì chắc chắn là mình đã có uống rượu các kiểu, nên là nói đôi khi nó không có được mượt mà cho lắm, mọi người thông cảm nhé. Thì cái vlog tiếp theo của mình sẽ là cái quá trình mà mình di chuyển cũng như là cái quá trình mình khám phá ẩm thực ở Lạng Sơn. Rồi vậy thôi, mọi người chờ cái vlog tiếp theo của mình nhé.